mình nên thế nào, rồi đưa ra các cái chiến lược và mô hình hoạt động, các mục tiêu, sau đó sẽ xác định cái giá trị doanh nghiệp như thế nào cho nó phù hợp ở từng thời điểm, từng giai đoạn, rồi triển khai cái lộ trình để chúng ta trở thành doanh nghiệp IPO trên sàn chứng khoán trong nước và quốc tế. Đây là những việc mà chúng ta đang phải làm, và đây cũng chỉ là một phần những cái việc mà chúng ta phải làm, thì anh chị em mới thấy là chúng ta có nhiều việc thế nào. Đây là những việc làm trong chiến lược dài hạn, đầu tư trong mục tiêu chiến lược, còn những cái việc mà cho hàng năm theo đuổi gọi là mục tiêu hoạt động, mục tiêu kinh doanh lại là một cái luồng việc khác rất lớn, và việc nào cũng nhiều, và chính vì thế mà chúng ta rất cần nhiều nguồn lực để hoàn thiện tất cả những cái thứ này. Và đây là một cái cơ sở để anh chị em cũng thấy rõ là tại sao mà chúng ta đứng đơn thương độc mã trong cái thời đại này rất khó để thành công, bởi nguồn lực không đủ. Nguồn lực không có thì không có môi trường, không có con người, không có văn hóa, thì doanh nghiệp đó chỉ đến một ngưỡng nào đó và chúng ta không làm được điều gì lớn, chúng ta không tận dụng được cái cơ hội trong cuộc cách mạng này, và lúc đó chúng ta rất khó thành công. Và thành công thì lại chỉ là thành công nhỏ, còn ở đây chúng ta hợp tác vào với nhau để thành công lớn. Với những cái phân tích có cơ sở dựa trên những cái nguồn lực và mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh của chúng ta, trong cái này thì trong cái bối cảnh Proptech toàn cầu đang ở tình trạng thế nào là chúng ta đều có số liệu. Đây chỉ là một số trong một loạt có thể 300 cái slide hay là những cái tài liệu họ cung cấp cho chúng ta. Đây là chỉ là một số slide ở mức độ là tổng quan nhất thôi, chứ họ đi vào rất là chi tiết từng số liệu một để phân tích ra tất cả những cái chúng ta đưa ra là có khả thi không, có đúng không, có hợp lý không, và thế giới nó đang vận hành đi theo hướng thế nào, và cái xu thế xu hướng nó đi theo thế nào, và những cái sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta có ăn khớp với cả cái thế giới này không. Và cái đầu tư trên thế giới đây 84.4 tỷ đô vào năm 2000 và năm đến năm 2019, có nghĩa là xu hướng là đầu tư cho Proptech đó là xu hướng toàn cầu, nhưng chưa có một cái hệ sinh thái, chưa có doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số cho bất động sản một cách thực sự. Những cái định nghĩa liên quan đến chuyển đổi số cho bất động sản nó vẫn còn rất mơ hồ. Đây, họ cho chúng ta những cái bài học, các cái doanh nghiệp mặc dù chỉ là những cái nền tảng, những cái trang web rất là đơn thuần thôi, chưa phải là một nền tảng hệ sinh thái gì, mà họ đã có những cái giá trị vốn hóa rất lớn, từ 13, 5 tỷ, 6 tỷ cho đến 122 tỷ đô. Và từ cái này thì chúng ta sẽ có cái bức tranh tài chính như thế nào, hệ thống tổ chức như thế nào để có thể đạt được những cái mục tiêu. Rất chi tiết. Từ Zillow, Redfin, Twin, KE Holding, tất cả những chỉ số, tất cả đều có cơ sở hết. Và từ đó thì chúng ta đánh giá lại cái 26 sản phẩm của chúng ta, lên làm thế nào để có ưu, lên nào thế nào để hiệu quả với từng tính năng, với từng mô đun. Và chúng ta có lợi thế gì đối với những gì chúng ta định hướng, và còn khơi mở cho chúng ta cái đường hướng về những cái sản phẩm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu của cái thế giới này, của Việt Nam. Đây, cái tiềm năng đây, cái xu hướng đây, thị trường bất động sản và xây dựng ở Trung Quốc 7%, còn ở Việt Nam thì mới đâu đó khoảng 5-6%.